Chào các em, hôm nay chúng ta giải tiếp phần D reading các em nhé. Bài 1 nhỏ A. Complete the passage with the words in the box. Em hãy hoàn thành đoạn văn với các từ ở trong khung. Chúng ta có các từ swimming là bơi lội, exciting, hào hứng, thú vị, tourist là du khách, seafood, hải sản, enjoy là thưởng thức, và famous là nổi tiếng. Bây giờ chúng ta cùng làm nhé. Nha Trang is a seaside city in central Vietnam. Nha Trang là một, chúng ta dịch từ chỗ city là thành phố. Một thành phố, seaside là ven biển, dọc bờ biển. Ở đây thiếu một tính từ. Trong danh sách ở đây chúng ta có tính từ exciting và tính từ famous là hào hứng và nổi tiếng. Thì ở đây chúng ta có thể đặt hai tính từ ở ô số 1, nhưng cô chọn tính từ famous là nổi tiếng nhé, bởi vì từ exciting lát nữa sẽ có chỗ dành cho nó. Cô điền famous vào. Câu này chúng ta dịch là Nha Trang là, đây là một cụm danh từ, famous seaside city. Nha Trang là một thành phố ven biển nổi tiếng ở miền Trung Việt Nam. It attracts a lot of, nó thì thu hút nhiều, from many countries, nhiều, ở đây cần một danh từ. Danh từ swimming, tourists, những du khách, seafood. Chúng ta chọn được danh từ tourists là những du khách. Nó thu hút nhiều du khách từ nhiều nước. Because it has beautiful beaches and an. Bởi vì nó có, beaches là những bãi biển. Nó có những bãi biển xinh đẹp và một atmosphere là bầu không khí. Of a young, growing city. Nó có một bầu không khí. Đây là danh từ atmosphere. Như vậy chỗ này cần một tính từ. Lúc này chúng ta điền tính từ exciting là hào hứng, thú vị, hứng khởi vào đây các em nhé. Bởi vì chỗ trống số 3 chúng ta không thể điền từ famous vào được. Không thể là một bầu không khí nổi tiếng mà chỉ có thể là một bầu không khí đầy hứng khởi, exciting. Của một thành phố trẻ đang phát triển. Coming to Nha Trang from January to August. Đến Nha Trang từ tháng 1 đến tháng 8. You can, wonderful weather. Bạn có thể tận hưởng, thưởng thức. You can, ở đây là một động từ. Chỉ có động từ enjoy này là phù hợp thôi. Bạn có thể tận hưởng thời tiết tuyệt vời. Warm and sunny. Ấm áp và có nắng. It is so good for. Nó thì rất tốt cho. And sunbathing. Sunbathing là tắm nắng. For. Sau dưới từ for là một danh từ hoặc một động từ thêm đuôi ing các em nhé. Nó thì tốt cho một hoạt động nào đó. Và trên danh sách thì chỉ có hoạt động bơi lội. Từ này được thêm đuôi ing ở sau nó. Swimming. Nó thì rất tốt cho việc bơi lội và tắm nắng. Visitors can rent a bike. Du khách có thể rent là thuê, thuê một chiếc xe đạp. And cycle around the city. Và đạp xe quanh thành phố. Nha Trang is also well known for its delicious. Nha Trang thì cũng well known là nổi tiếng. Nổi tiếng vì cái gì đó của nó. Ở đây là tính từ. Và ô số 6 cần một danh từ. Cái gì đó mà ngon miệng thì đó là seafood, hải sản. Nha Trang thì cũng nổi tiếng vì hải sản ngon miệng của nó. Bây giờ chúng ta qua bài B. Read the passage again. Em hãy đọc đoạn văn lần nữa.
underline the wrong information in each sentence and correct it. Em hãy gạch chân thông tin sai trong mỗi câu và sửa nó lại nhé. Câu 1. Visitors to Nha Trang come from Vietnam only là du khách đến Nha Trang thì họ chỉ đến từ Việt Nam mà thôi. Corrected, đây là chúng ta sửa lại. Du khách đến Nha Trang thì không phải là họ chỉ đến từ Việt Nam đâu, mà họ đến từ many countries, là từ nhiều đất nước. Bây giờ chúng ta gạch chân trước. Gạch chân ở chỗ bị sai nhé. Come from Vietnam only. Và chúng ta sửa lại. Come from, cô điền tiếp nhé. Many countries. Đến từ nhiều đất nước. Câu 2. Nha Trang is an ancient city. Nha Trang là một thành phố, ancient là cổ xưa. Nha Trang là một thành phố cổ. Thông tin này là không đúng. Nó không phải là thành phố cổ, mà nó là một thành phố trẻ và đang phát triển. Bây giờ chúng ta sửa lại. Chúng ta viết cụm từ. Cô gạch từ chữ an này luôn nhé. An ancient city. Và cô viết lại. Nha Trang is a young, growing city. Câu 3. In Nha Trang, the weather is wonderful from August to January. Ở Nha Trang, thời tiết thì tuyệt vời từ tháng 8 đến tháng 1. Ở Nha Trang, đến Nha Trang từ tháng 1 đến tháng 8, bạn có thể tận hưởng thời tiết tuyệt vời. Như vậy, chúng ta viết lại là từ tháng 1 đến tháng 8. Trước hết thì cô gạch chân ở chỗ bị sai. August to January. Và chúng ta sửa lại là January to August. To August. Câu 4. Visitors can rent a car and tour the city. Du khách có thể thuê một chiếc xe hơi và đi du lịch thành phố. Du khách có thể thuê một chiếc xe đạp và đạp xe quanh thành phố. Chúng ta gạch chân ở chỗ bị sai nhé. Can rent. Cô gạch từ đây. A car and tour the city. Và sửa lại. Rent a bike and cycle around the city. Rent a bike and cycle around the city. Bây giờ chúng ta qua câu 2 nhé. Read the text and choose the best answer A, B, C. Em hãy đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng nhất A, B hoặc là C. Leicester Square, London. Quảng trường Leicester ở London. Leicester Square is the cinema center of London. Quảng trường Leicester là trung tâm phim ảnh của London. The Odeon, a famous cinema. The Odeon là một rạp chiếu phim nổi tiếng. Is on the east side of the square. Ở bờ đông của quảng trường. Ở phía đông của quảng trường. It can hold 1,683 people. Nó có thể chứa được 1,683 người. The Empire. Empire có nghĩa là đế chế. Đây là tên của rạp chiếu phim. On the north side of the square, ở phía bắc của quảng trường, is also a big cinema with 1,330 seats. Cũng là một rạp chiếu phim lớn với 1,330 chỗ ngồi. The Bronx Stars sells tickets much cheaper than other cinemas. Là rạp chiếu phim Bronx Stars, là hoàng tử Stars, bán vé rẻ hơn nhiều so với những rạp chiếu phim khác. This cinema often shows films a few weeks later.
Rạp chiếu phim này thường chiếu phim một vài tuần sau. When are the cinemas? So với những rạp chiếu phim khác. If you want to save some money, nếu bạn muốn tiết kiệm một ít tiền. This is the place for you. Thì đây là nơi dành cho bạn. Leicester Square is also the place where people wait. Quảng trường Leicester cũng là một nơi mà người ta chờ đợi. Often out in the cold, thường là ở bên ngoài trời với cái lạnh, with the hope to see film stars like Tom Cruise, Julia Roberts, or Brad Pitt. Với hy vọng là nhìn thấy những ngôi sao điện ảnh như là Tom Cruise, Julia Roberts hay là Brad Pitt. They might step out of their limousine to attend the first night of their new movie. Họ có thể là bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng của họ để tham gia đêm đầu tiên của buổi phim của họ, tức là buổi chiếu phim đầu tiên. Watch out for the screaming fans. Và hãy coi chừng những người hâm mộ đang la hét. Chúng ta qua câu 1 nhé. Leicester Square is famous for its. Quảng trường Leicester thì nổi tiếng về A. Shopping area là những khu mua sắm, B. Cinemas, rạp chiếu phim và C. Museums là những viện bảo tàng. Như chúng ta đã đọc ở trên thì quảng trường Leicester nó nổi tiếng về những rạp chiếu phim của nó. Câu 2. The Brain Stars shows films. Rạp chiếu phim Hoàng tử Charles thì chiếu những bộ phim A. Earlier than other cinemas, sớm hơn những bộ phim khác. B. At the same time as other cinemas, cùng lúc với những rạp chiếu phim khác. Và C. Later than other cinemas, muộn hơn những rạp chiếu phim khác. Chúng ta đọc lại thông tin ở đây là rạp chiếu phim Hoàng tử Charles bán vé rẻ hơn nhiều so với những rạp chiếu phim khác. Và lý do đó là rạp chiếu phim này thường chiếu phim muộn một vài tuần so với những rạp chiếu phim khác. Nếu bạn muốn tiết kiệm một ít tiền thì đây là nơi cho bạn. Nên chúng ta chọn đáp án là C, rẻ hơn những rạp chiếu phim khác. Câu 3. The stars come to Leicester Square too. Những ngôi sao điện ảnh đến quảng trường Leicester để làm gì? A. Eat in restaurants. Ăn ở nhà hàng. B. Talk to their fans. Nói chuyện với người hâm mộ của họ. Và C. Attend the opening night of their films. Tham gia vào đêm mở đầu của bộ phim. Chúng ta chọn đáp án là C. Thông tin ở đây để họ tham gia đêm đầu tiên của bộ phim của họ. Chúng ta qua bài 3. Read the text again and write A, B, or C in the appropriate blanks. Em hãy đọc đoạn văn lần nữa và viết A, B hoặc C vào những chỗ trống thích hợp. A là the audience, B là the empire và C là the prince charles. 1. Is on the east side of the square, ở phía đông của quảng trường. Ở phía đông của quảng trường là rạp chiếu phim The Odeon. The Odeon. Chúng ta điền đáp án là A vào đây nhé. Is on the north side of the square, ở phía bắc của quảng trường. Chúng ta dò lại thông tin. On the north side of the square. Đây là rạp chiếu phim The Empire. The Empire là đáp án B. B. 3 has 1,683 seats. Là có 1,683 chỗ ngồi. Chúng ta dò lại nhé. 1,683 người là rạp chiếu phim The Odeon. Chúng ta chọn đáp án A để điền vào. The Odeon. 4 has 1,330 seats. Có 1,330 chỗ ngồi. 1,330 chỗ ngồi là rạp chiếu phim The Empire.
The Empire, đáp án là B. Câu 5. Sells tickets cheaper than other cinemas. Bán vé rẻ hơn những rạp chiếu phim khác. Đó là rạp chiếu phim Hoàng tử Charles, như cô đã đọc cho các em ở trước. Bán vé rẻ hơn bởi vì họ chiếu phim muộn hơn. Chúng ta chọn đáp án là C, The Prince Charles. Và 6. Shows films later than other cinemas. Chiếu phim muộn hơn những rạp chiếu phim khác. Đó là The Prince Charles. Chúng ta chọn đáp án là C nhé. Vậy là chúng ta đã giải xong phần reading. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giải của cô. Hẹn gặp lại các em ở những video sau nhé.